Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông của Tuyên Vũ Audio. Mến thưa các bác, hôm nay chúng em lại về được ít chân loa để muốn giới thiệu với các bác. Thì các bác có thể thấy thì hai cái chân phía trước kia, đó, hai cái chân phía trước kia chính là chân 90 phân. Đó, thế nhưng hôm nay thì chúng em lại về được những cái chân nó thấp hơn do nhu cầu của anh em cũng như là do cái không gian phù hợp chân tầm bao nhiêu thì chúng em sẽ lấy cho các bác những cái chân nó như thế. Thì ở đây thì hôm nay em về được cái chân cao là 70 này. Đó, chân bên trong kia thì là 90. Còn nếu như anh em muốn có chân thấp hơn đó thì các bác có thể để lại bình luận bên dưới để chúng em có thể sẵn sàng nhập về để phục vụ các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ xin phép là sẽ khui thùng ra. Đã khui thùng thì các bác, đây thì em đã rạch ra rồi này. Giờ chỉ có việc nắp vào, kiểu như là hướng dẫn các bác nắp nôm một thể nhé. Ở đây thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có hai cái mặt bàn. Đó, một cái là mặt đế đó, cái to luôn luôn là mặt đế nhé. Cái to này luôn luôn là mặt đế này. Đó. Còn cái nhỏ này thì sẽ là để mặt loa. Đó, chúng ta sẽ để loa lên nhá. Rồi đây là chân của nó này các bạn này. Đó, chân của nó đây. Và em sẽ bóc cái màng chip ra để có thể cho các bác nhìn nó rõ hơn. Còn phụ kiện đi kèm thì luôn luôn có một gói như thế này để các bác về có thể là tự lắp đặt nhé. Và bây giờ thì em sẽ hướng dẫn các bác lắp luôn này. Đó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải bóc cái màng chip ra. Đó, bóc cái màng này ra để xem chi tiết nó có đẹp không. Thực sự là cái chân này nó rất là đẹp, mà các bác để trong không gian gia đình thì rất là phù hợp. Đây các bác có thể thấy này. Đó, đẹp chưa? Rất đẹp đúng không? Đó, và hai cái đầu này thì các bác cho mặt nào lên được, mặt nào trên mặt nào dưỡng được, nó như nhau. Và các bác lưu ý nhé. À, hai cái viền đen này như các bác nhìn này, đó, hai viền đen nó sẽ là viền mặt. Đó, các bác nhìn cái chân đằng sau này, nó sẽ là viền mặt. Đó. Và đây chính là mặt đế của nó này. Mặt to luôn luôn là mặt đế nhé. Nó có cái bốn cái nỗ màu vàng này để chúng ta có bắt đế chân vào. Đó. Và đây là mặt này thì chúng ta sẽ phải chia ra. Mặt này các bác sẽ phải chia ra giúp em này. Mặt dưới này, mặt nhẵn ấy thì là sẽ là mặt úp. Đó, còn mặt mà nó sơn sần này thì sẽ là mặt ngửa nhé. Mặt này thì chúng ta sẽ đặt như thế này cho em này. Đó. Đó, chứ các bác tránh là đặt như thế này, đặt như thế này là bị ngược nhé. Đó, nên là các bác sẽ phải đặt như thế này cho em. Đó. Và chúng ta nếu như loa nằm thì các bác có thể đặt ngang. Đó, nếu như các bác đang sử dụng những cái dòng loa nằm, các bác có thể đặt ngang, còn loa cây như của chúng em như thế kia. Đó, thì các bác có thể đặt đứng như thế này. Đó, đặt đứng như thế này thì đặt dọc thế này thì nó sẽ là để loa nó sẽ chắc chắn hơn. Còn loa nằm thì các bác sẽ đặt ngang như thế này. Đó. Nó rất là đơn giản thôi. Đấy là tùy theo loa. Đó, các bác sẽ nhìn theo cái đít loa. Nếu mà nó chiều dài thì các bác để như thế này. Còn nếu mà chiều ngang thì các bác để thế này. Đó, rất là đơn giản đúng không? Và bây giờ thì sẽ hướng dẫn các bác lắp mặt bàn này. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ lắp bốn cái chân đế này vào trước này. Đây. Đây chính là chân đế của nó các bác này. Đó. Các bác sẽ vặn vào đây. Cái này chúng ta chỉ việc vặn thôi nhé. Đó, rất đơn giản. Cực kỳ đơn giản. Bốn cái chân đế này nó sẽ có tác dụng là chống ẩm nhé. Là chống ẩm và di chuyển nó sẽ dễ hơn. Ví dụ như mà nếu như nó không có chân đế này thì cái hơi ẩm từ nền chúng ta hấp thụ vào đây thì nó sẽ không tốt. Nên là chúng ta sẽ phải có bốn cái chân đế này để chống ẩm. Rồi. Và các bác lưu ý này, khi mà chúng ta đặt lên nhá thì bốn cái chân đế này các bác sẽ phải đặt ngửa nó ra ngoài, nếu như các bác đặt úp này coi như là không có tác dụng nhá. Đó, nên các bác sẽ phải đặt ngửa này cho em. Đó. Và sau đó các bác nhìn này, bốn ốc này ở bên trong. Chúng ta sẽ bắt với lại cả tương đồng với bốn cái lỗ bên ngoài này nhé các bác nhé. Đó. Và các bác lưu ý nhé, khi các bác bắt thì đừng bắt chết luôn nhé. Các bác sẽ phải bắt nhơ dơ này để chúng ta có thể điều chỉnh lại được lỗ nhé. Chứ các bác bắt chết luôn là điều chỉnh lỗ rất là khó đấy. Và nắp của chân này nó không lâu, chỉ một chút xíu là ok. Đó. Chỉ mất vài phút là chúng ta có thể là xử lý xong rồi. Cực kỳ đơn giản. Đó. Rồi. Để em ngửa lên.
Đó, thế này chúng ta đã xong được cái đế rồi, bây giờ chỉ còn mặt thôi. Đó, giờ chỉ mặt nhá. Nếu như mà loa nằm, nhắc lại này, loa nằm thì các bác đặt ngang, còn loa đứng thì các bác đặt dọc cho em. Đó, các bác đặt dọc này. Ví dụ em sẽ để chiếc loa đứng lên thì em sẽ để dọc như thế này. Các bác nhìn cái chân này, nó sẽ phải so ne với nhau. Ví dụ cái mặt này nó là dọc thì mặt dưới nó là ngang thì nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Kỹ đơn giản, không khó chút nào cả. Cái chiều cao 70 phân này thì nó cũng rất là lý tưởng nhé các bác nhé. Nó rất là lý tưởng, nhìn khá là đẹp. Đó. Rồi. Và còn bốn cái này. Đây các bác lưu ý này, đây có bốn cái nhá. Thì là để các bác ví dụ như các bác bóc ra, dán cho bốn góc vào đây. Đó, nếu như sợ các bác mà sợ thứ nhất là nó chống được cái mặt loa nó chạm vào đây nó chống xước này. Thứ hai là nó sẽ tạo cái độ êm và nó không bị trôi. Đó, nó bởi vì đây là cái chân cao su nhé. Đó, rất là hay. Và em đặt một chiếc loa lên đây. Đấy, em sẽ nằm xong rồi. Đấy, em sẽ đặt một chiếc lên cho các bác này. Đó. Cực kỳ đơn giản đó. Thì chúng ta đã có một chân loa cực kỳ đẹp đúng không ạ? Đó, chân loa này thì rất là đẹp. Đó, em nhắc lại là chân loa này 70 phân nhá. 70 phân tính từ mặt đế lên. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Và chiếc thứ hai thì các bác cứ làm tương tự theo em như thế là được. Ok. Và các bác có nhu cầu về chân loa thì có thể comment bên dưới để chúng em có thể hỗ trợ các bác. Và cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi kênh truyền thông của Tuyên Vũ Audio chúng em. Xin chào các bác.